Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái màn phụ của con LG V60 các bác nhé. Thì cái màn phụ này nó cũng không phải là mới tinh đâu, nó cũ rồi, nhưng mà tuy nhiên ý, thì là nó còn cái hộp các bạn. Thì có hộp thì khoe thế thôi, chứ thực ra là nó không phải là mới tinh đâu. Đấy. Và cái màn phụ này ý, là có cả cái chấu sạc các bác nhé. Đấy, cho yên tâm, có đủ bộ cho các bác dùng luôn. Đấy. Thì để em lau qua đây các nhá. Thì cái màn này là còn dùng bình thường hết các bác nhé, kể màn trong hay màn ngoài đều bình thường hết. Tuy nhiên thì nó không phải là mới tinh, tuy nhiên nó cũng còn rất là mới đó nhé, các bác không phải lo, còn khá là mới. Đây, thì đây là cái nó lau là hơi khó. Đây, cái màn ngoài này các bác, các yên tâm nhé, màn ngoài nó đương nhiên nó cũng có sức dăm nhẹ nhẹ, tuy nhiên thì nó rất là ít thôi. Đó, rất là ít thôi, và em phải nghiêng cái điện thì các bác mới thấy thôi. Nói chung là còn rất là đẹp, phía ngoài còn rất là đẹp. Em bật cái đèn này lên nữa xem nào, đèn này thì nó càng đẹp hơn. Đó, thì các bác yên tâm nhé. Rồi, về cái cạnh đáy, cạnh gáy của nó đây thì các bác cũng yên tâm, cũng rất là đẹp, không có xước sát gì. Và cái bản lề còn bình thường hết các bác nhé, không hề có bị lỏng lẻo gì cả. Đó, cạnh trên này, cạnh trên còn rất là đẹp nhá. Tuy nhiên cái cạnh trên này nó bị nứt một chỗ chỗ này này, đây này, các bác nhìn thấy không? Nó bị nứt một chút ở đây. Nó cũng chả ảnh hưởng gì đến việc sử dụng đâu. Tuy nhiên thì cái này thì chắc là cái người chủ trước dùng ấy, nó họ họ không được giữ gìn. Đấy, trong cái lúc mà lấy ra lấy vào ấy. Đây. Còn đây là cạnh dưới các bác, cạnh dưới còn rất là đẹp, không vấn đề gì. Đó, còn đây là cạnh hông, cạnh bên này. Cạnh bên này thì có xước không nhá, có xước chút ở đây. Đây nè, chỗ này nó có xước sần sần sầy sầy, chảy 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 chút chỗ này. Chỗ này cũng thế này. Đó, còn đây là cái mặt trong. Cái mặt trong này thì chưa có dán gì đâu các bác nhá. Cái này nếu mà các bác về mà có dùng muốn dán ấy, thì các bác nên dán cái miếng PPF loại mỏng ấy, thì dùng nó sẽ ngon. Thì đây các bác, cái màn hình trong này thì gần như là không có vết xước gì cả các bác nhé, gần như là không có vết xước gì cả đâu. Đấy, cho các bác yên tâm. Ở đây là cái số series của nó, các thứ đây. Đấy, không biết các bác có nhìn rõ không, không biết nó có trùng với hộp không nhỉ, em chưa biết, em chưa so sánh luôn. Đây, đúng rồi, trùng với hộp luôn các bác, 2226 này. Đó, các bác yên tâm, hộp của nó luôn các bác nhé. Origin, hàng gốc không chuẩn của LG này. Các bác yên tâm. Đây là cái lòng trong thì cái này thì không quá quan trọng, nó hơi bẩn bẩn thì em chưa lau hết đâu, nhưng mà nó còn khá là ngon. Thì đấy là cái ngoại hình các bác nhé, yên tâm, các bác yên tâm, ngoại hình con này em thấy là còn đẹp, chỉ có mỗi cái vết 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 nứt ở đây thôi thì là hơi đáng ngại tí thôi, tuy nhiên thì không quá là ảnh hưởng đến sự cái dùng đâu các bác. Còn đây là em sẽ test cho các bác xem là nó hoạt động có bình thường hay không. Đây, các bạn, thì cái màn phụ này hoạt động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì. Đấy, và em sẽ test cho các bác xem là nó có bị ám ố gì không. Thì các bác yên tâm, con này thì em thấy là không có ám ố gì đâu. Test ám ố bên này. Ồ, nhầm. Lâu quá. Cái này cũng được các bạn. Nói chung là như em nhìn đây thì không hề có ám ố gì đâu, không hề có ám ố gì cả các bạn nhé. Lâu thế. Phải đủ các màu nó tự động mà các bạn, em vừa ấn vào chỗ tự động này hơi lâu. Rồi đây đây, cho mình lên một test này. Đây các bác, cái nền trắng này các bác nhìn nó này, không hề có ám ố gì đâu. Bắt đầu là cái nền nâu nâu này, xám xám trở lên này. Đó, ok các bác nhé, các bác yên tâm, không hề có ám ố gì cả. Và cái màn phụ, màn ở ngoài đây, màn ngoài hoạt động bình thường các bác nhé. Đó, bình thường hết, không vấn đề gì cả các bác nhé. Rồi, ok các bác, thì nói chung là cái mặt phụ này thì
nó chả có cái lỗi lầm gì cả, cho nên là dùng bình thường, bản lề bình thường, các thứ bình thường hết các bác nhé, các bác yên tâm, con này thì đã là bình thường hết rồi. Ok, bác nào cần cái mặt phụ này ấy, có cả chỗ sạc các bác nhé, đây em sẽ sạc luôn đây. Đó, mở ra xem nó đang sạc nhanh hay chậm chậm. Đây, sạc nhanh bình thường các bác nhé, sạc nhanh bình thường đấy, độ chiều này. Đó, các bác yên tâm nhé, cái sạc này bình thường hết, các bác không phải lo. Rồi, ok, bác nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình này các bác nhé. Rồi, chào các bác.